đã từng có rất nhiều những vụ tai nạn mà nguyên nhân xuất phát từ hành động dừng xe giữa đường để xử lý việc riêng, nhưng có vẻ như hai người phụ nữ trong đoạn clip dưới đây không tự lấy đó làm lời nhắc nhở đối với mình. Trong clip, hai người phụ nữ dừng xe giữa đường để nghe điện thoại và toàn bộ sự việc đã được một người ở gần đó ghi lại. Theo chia sẻ thì hai người phụ nữ này đã mất tới 2 phút để nghe điện thoại. Và quả thực là trong suốt 2 phút ấy, rất nhiều phương tiện đã phải chủ động né tránh. Nếu thời điểm ấy có phương tiện nào đó thiếu quan sát, bất cẩn chỉ trong tích tắc thôi thì tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra. Hai người phụ nữ với hành vi tham gia giao thông thiếu ý thức không chỉ khiến mình mà còn khiến những người xung quanh rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Người phụ nữ dừng xe giữa đường để nghe điện thoại,